Đây dứa hóng cái gì đây dứa ơi, chút chít ơi. À đây ba cho dứa ăn cơm. À, dứa được ăn cơm rồi. Dưới trong đấy nha con, trong nè. Ba đang bảo dứa trong đồ ăn này, Dưới trong trong cơm. này, trong cơm đây nha con, chưa được ăn đâu. Nằm trông chút chít ơi, thèm lắm nhưng mà chưa dám ăn. Lườm lườm cái gì, lườm cái gì, lườm ai? Ông dưới ông lườm, ông đang trông trong nồi cơm, ông không dám nhìn luôn, không dám nhìn vào nồi cơm luôn. Đây, cơm hôm nay của dưới cái gì nào, ui trời ơi nhìn ngon thế. Cơm gì trộn bí ngô ấy, À, thịt à? thịt với lại khoai tây dưa leo. À dưa leo đúng không? Khoai tây dưa leo nhìn ngon quá. Ông này ông ấy chưa dám ăn này. Em bảo ăn không biết nó ăn không nhỉ? Dưa, chút chít, ăn. Ăn. Bảo ăn ăn ngay. Nghe cái giọng ăn quá quen thuộc à? Ăn đi, ui trời ơi, ăn đi ăn đi. Ngon quá nhỉ? Hiệp bữa một xong cơm thế này, thảo nào béo. Ông dứa với cả mít, dứa chắc là cũng ngang ngang với cả thằng dưa hấu. Còn bé ăn mít rồi, mít thì gọi là phô đối đó, phô đây kìa. Thằng mít béo, giờ 56, 55, 56 cân. Ăn đi, dứa ăn ngon quá nha. Ăn đi rồi mai còn gặp đấy nha, mai còn được đi gặp các chị, các em. Chị chuối và em nho. Đưa xong cho ba. Hết rồi. Ăn hết rồi còn đạp đạp cái gì. Hết rồi. Cái kiểu gì ăn cháo đá bót, đá bát thế này, ăn cháo đá xoong à? Thằng dứa Có này. phần có bao nhiêu rồi thôi, hết rồi. Hết rồi còn mang xong là xin à, xin tiếp à, xin thêm Hết à? rồi. Béo lắm rồi. Đây ông mọi người nhìn này, thằng này cũng béo lắm rồi mọi người Kiểu kiểu ăn mà cứ xin thêm nhưng mà không béo cho được. ạ. Đây rồi. Thôi Rồi, ăn thế cắt. thôi, Rồi. ăn nhiều lắm rồi.